Red, chúng mình hết khoai tây chiên rồi. Không sao hết, đợi anh một chút. Ba ơi, chúng con hết bim bim mất rồi. Trai yêu, đưa ba cái rổ nào. Được rồi, ba sẽ chọn các loại ngon nhất cho các con. Con trai, đây, rổ khoai tây chiên đây. Được rồi, cảm ơn ba. Thật là tuyệt khi ba mình mở siêu thị. Nào các con, đã đến giờ thức dậy rồi. Sắp đến giờ mở quán rồi nha. Vâng ba, chúng con dậy ngay đây ạ. Làm việc thôi, chào mừng đến với cửa hàng của nhà mình. Đã đến lúc cướp cửa hàng nhỏ xinh này rồi. Wow. Chào nàng lọ lem. Này, các anh thanh toán chưa? Im đi, em không làm gì tụi anh được đâu. Bảo vệ, ở đây có kẻ cắp nè. Lại đây nào, Tony. Au, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ghi bàn. Dừng lại, tên cắp kia. Ồ, nhìn xem anh bạn nhát gan này. Người biết ta có gì không? Đây. Đưa gương cao lên nào. Và giờ giữ đầu anh sẵn sàng đi. Xong, đi đến chỗ máy tính tiền đi. Công chúa ơi, đưa anh máy quét đi. Giảm giá, tên thất bại chỉ với 999 đồng. Vào xe đẩy thôi, kẻ thất bại. Công chúa ơi, giờ đến lượt của em. Nghe đây. Đưa cho bọn anh hết chỗ tiền ở máy thanh toán đi. Làm tốt lắm. Các con, cái gì đang xảy ra ở đây? Các con đã mặc cửa hàng bị cướp. Xin lỗi ba. Có chuyện gì với con thế? Nhìn xem, con từng là nhân viên vui vẻ nhất. Bây giờ thì sao? Ai sẽ là nhân viên của tháng? Là một trong số các con đấy. Người thắng cuộc sẽ có chìa khóa cửa hàng. Quay lại làm việc đi các con. Bà sắp đi tìm. Chúc may mắn. Nhớ bảo vệ cửa hàng nha. Chúng mình cần kiếm nhiều tiền nhất có thể. Đây là khách hàng đầu tiên. Nỗ lực hết mình nha mọi người. Lại đây nào Kim. Dịch vụ hỏa tốc. Chờ một chút. Đây là tất cả đơn hàng. Tổng cộng 100 đô. Ok. Tiền bo. Gì cơ? Anh quên chưa bo rồi. Cảm ơn đã đến mua hàng nha. Hẹn gặp lại. Chiến lược tốt. Grigori, mọi thứ đã xong. Làm tốt lắm Mabel. Anh bạn, có muốn làm trận game không? Nó rất phải chăng và thú vị đấy. Để làm nó khó hơn một chút nha. Mình chơi. Tiêu ở đâu? Cái lon này sao? Dễ ợt. Ôi, bạn chưa làm đổ hết lon rồi. Mình rất tiếc. Chúng mình đã lừa cậu ta. Thật là một phi vụ hoàn hảo. Nóng quá.
Này Rep, lấy cho ba một lon soda đi. Vâng. Của ba đây. Cảm ơn con. Ôi, nó phun đầy mặt ba rồi. Chào mừng đến cửa hàng. Tổng cộng hết 24 đô. Mình cũng sẽ trở thành nhân viên tốt bụng nhất. Chào mừng đến với cửa hàng sạch đẹp nhất trong thị trấn. Dịch vụ đặc biệt. Làm sạch giày cho từng khách hàng. Bạn đang làm gì thế? Dừng lại đi. Sạch bóng luôn rồi này. Ôi, ngột quá đi. Không, mình không yêu cầu việc này. Làm sạch tự động. Cái gì đây? Mình yêu cầu tiền thôi. Xin lỗi anh. Tiền này của anh. Mong được gặp lại. Chúng em sẽ không lau chùi giúp anh nữa đâu. Mabel, em bị làm sao thế? Không ai chịu mua nước, dù đã giảm giá rồi. Ui, khách đến. Thôi nào, mua nó đi. Điên quá đi. Anh có ý tưởng để bán được nhiều nước hơn. Oh, wow. Anh sẽ làm cửa hàng thành sa mạc, tăng nhiệt độ. Giờ chỉ việc chờ thôi. Red, ý hay đấy anh. Hiu, nóng quá đi. Ở đây nóng nực quá. Wow, bỗng ngô đã sẵn sàng. Mình khát quá đi. Mình cũng thế. Mình muốn uống nước. Tuyệt. Giá mới là 10,99 đô. Cái gì? Mình sẽ mua nó với bất cứ giá nào. Càng nhiều càng tốt. Cảm ơn đã đến mua sắm. Nước là nguồn sống. Chúng mình giàu rồi. Tuyệt. Yêu. Anh cần đi tắm. Có muốn lấy bánh quy giảm giá không? Cảm ơn, không cần. Chị mua bánh quy không? Cảm ơn, nhưng thôi. Chỉ chỗ này thôi. Anh sẽ không để chỗ bánh quy bỏ đi. Trước hết, anh sẽ giả làm khách quen và làm vài việc lén lút. Anh sẽ giấu thẻ thanh toán trong túi. Này Kim, diễn chút nha. Tốt thôi, anh muốn mua bánh quy giảm giá sao? Ừ, anh yêu chúng. Bánh quy thật cuốn hút. Nó giá 30 đô. Anh đang thanh toán bằng bánh quy. Thấy không? Bánh quy thanh toán cho mọi thứ. Thanh toán thành công. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Ôi, mình cũng muốn mua bánh quy. Bạn muốn mua bánh quy ư? Mua 2 bịch trở lên sao? Được, tổng hết 50 đô. Mình đang thanh toán bằng bánh quy. Này, tại sao nó không hoạt động? Bên kia vừa mới làm được mà. Xin lỗi, khuyến mãi đã hết. Bạn phải thanh toán bằng tiền. Đúng là quân ăn cướp. Bộ phim hay thật. Ôi, nước ép của ba. Cái gì đây? Máu đang nhỏ ra từ trần nhà. Ôi, nước ép. Siêu thị bị nguyền rủa rồi. Chính nó. Có chuyện gì thế? Biết rồi. Một vết bẩn màu đỏ. Rồi, sạch sẽ luôn. Sẽ thú vị đây. Này Mabel. Nó lại bẩn nữa.
Này, sao không sạch được nhỉ? Siêu thị bị nguyên rủa thật sao? Là chị sao Kim? Không vui nha. Làm tốt lắm Mabel, làm tiếp đi. Nó có chứa gluten không nhỉ? Hết 20 đô, cảm ơn bạn. Cũng tạm. Muốn mua cái này nữa sao? Chốt đơn nhanh đi. Mình không chắc. Này, bạn chưa trả tiền mà. Đợi chút, mình không thấy mã vạch đâu. Đâu nhỉ? Này, sao lâu thế? Mình chỉ mua mỗi lon soda thôi mà. Cô bé ơi, anh sẽ quay lại ngay. Này anh bạn, muốn cắt hàng không? Mình sẽ bán chỗ của mình cho. Mình đứng thứ hai đấy. Được, mình cần nó. Vụ trao đổi tốt. Thứ hai đúng không? Mình đã mua chỗ này. Phiền chút, tránh ra. Bạn đâu rồi? Mã vạch bí ẩn. Nó ở mặt bên kia. Ồ, đúng rồi, thấy rồi. Cảm ơn bạn nhiều. Tuyệt, tốt lắm. Cô ấy thấy rồi. Wow, chúng mình kiếm được nhiều tiền ghê. Bà sẽ tự hào lắm. Bọn anh cũng tự hào nữa. Này, trả tiền cho chúng em. Chúng mình có món lợi to rồi. Xong. Số tiền này thuộc về chúng mình. Đưa tiền cho bọn anh, bé lọ lem. Khi bọn anh còn tử tế, đừng làm mọi thứ khó khăn hơn. Đừng hòng. Này, giơ tay lên và đứng yên. Đừng bắn. Nó là cái máy quét. À được. Dám gây lộn với cái máy thanh toán ư? Ao, đau. Nó cứa mình. Chiếu tướng nhà tên trộm. Cái quái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra nhỉ? Ba, đừng đóng nắp trần lại. Chúng mình đã bắt được họ. Giờ thì sập bẫy rồi nha, đồ nhát cấy. Làm tốt lắm các con, rất tốt. Và chiếc chìa khóa này thuộc về Kim, Mabel hay Red? Bạn sẽ chọn ai? Các bạn hãy bình luận xuống dưới xem ai là nhân viên của tháng và có được chìa khóa này nha. Cùng dự đoán nào.